Rượu táo mèo bị chát, màu nhờ nhờ không đẹp. Anh em muốn giải quyết vấn đề này không? Hãy xem đến cuối video nhé. Hòa Gốm chào anh em. Lâu rồi mới có dịp quay trở lại với anh em. Dạo này rất nhiều anh em theo dõi kênh, comment và nói với tôi rằng hãy ngâm rượu táo mèo đi. Táo mèo là một dòng cơ bản mà bất kể anh em nào chơi rượu cũng cần phải thử qua một lần. Giờ đang là mùa táo mèo chín rộ, để chiều lòng anh em, không nói nhiều, chúng ta vào việc luôn nhá. À, mà anh em muốn video tiếp theo tôi ngâm rượu gì thì hãy comment xuống bên dưới để tôi biết nhá. Đây là 5 cân táo mèo, tôi nhờ người ship từ Lào Cai về. Khi ngâm rượu táo mèo, anh em có thể ngâm tươi hoặc ngâm khô tùy thích. Nếu là ngâm khô thì cực kỳ dễ ngâm rồi. Nhưng hôm nay tôi hướng dẫn anh em cách ngâm rượu táo mèo tươi mà nó vẫn giữ được hương thơm, không bị chát. Và đặc biệt, nó lên được màu cánh gián đẹp như thế này. Anh em theo dõi kỹ nhé. Và như thường lệ, ở đây tôi chuẩn bị một chiếc chum sành, 20 lít rượu nếp 38 độ, một chút mật mía. Nếu không có mật mía thì anh em có thể thay thế bằng mật ong cũng được. Táo mèo ngon anh em có thể mua ở các vùng như Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Táo ở các tỉnh miền Tây Bắc có vị ngọt nhẹ và hương thơm đặc trưng. Mùa này đang là mùa táo chín vàng đấy anh em. Thực ra là tầm tháng 8 anh em có thể mua được rồi. Mùa táo chín rộ bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 12 dương lịch. Nhưng để ngon nhất, táo chín vàng, thơm, má hồng đào thì nó phải là tháng 9 này. Khi chọn táo mèo, anh em có thể chọn những quả già, chín vàng, ngửi có mùi thơm nhẹ như thế này. Và có thể xen kẽ một vài quả xanh. Nhưng không nên cho nhiều quá, bởi vì khi chúng ta cho nhiều táo xanh quá thì nó sẽ bị chát. Tôi lại thích những thứ thơm tho đằm thắm, nên chọn những quả già, chín vàng, thơm ngon như thế này để ngâm. Bước đầu là sơ chế táo mèo. Sau khi mua táo mèo về, anh em hãy lựa chọn loại bỏ những quả thối, dập nát như thế này ra. Sau đó rửa sạch bình thường. Tiếp theo anh em chuẩn bị một chậu muối loãng, để khi cắt táo mèo anh em thả luôn vào đó. Và nhớ là nước muối chỉ là nước muối loãng thôi. Sau khi chúng ta ngâm vào đó xong, vớt ra thì chúng ta dùng luôn, không rửa lại nữa. Với tôi thì tôi chỉ cần một muỗng nhỏ để cho vào cái chậu nước muối đó thôi. Táo mèo khi ngâm anh em cần phải cắt ra. Thứ nhất là anh em sẽ phải cắt bỏ phần đuôi này và phần đầu, sau đó bổ đôi ra. Làm như này để cho cái tinh chất ở trong cái quả táo ấy, nó được thẩm thấu, chiết xuất ra rượu được nhiều nhất. Táo mèo nó hơi cứng, anh em khi mà bổ, nếu mà anh em dùng bổ cho nó an toàn, anh em để trên cái thớt anh em cắt để cho nó an toàn mà bổ nó sẽ dễ dàng hơn. Và sau khi bổ xong, anh em nhớ là phải thả luôn vào trong nước muối. Mục đích là để cho quả táo nó không bị thâm và khi ngâm rượu nó sẽ đẹp hơn. Anh em cứ tiếp tục gọt, bổ và ngâm ngay vào chậu nước. Chúng ta cứ ngâm như vậy trong vòng 30 phút, vớt ra để ráo nước là tiếp theo công đoạn sau. Trong trường hợp mà anh em lỡ tay mà cho nhiều muối quá thì có thể tráng lại bằng nước sạch, sau đó vẫn cứ để ráo nước. Anh em nhớ nhá. Sau khi táo mèo vớt ra, anh em để khô ráo nước. Tiếp theo anh em sẽ cho vào chum. Cái cách ta làm bước này nó sẽ như sau. Khi chúng ta cho táo mèo vào chum, một lớp táo chúng ta cho thêm một lớp đường. Tôi làm luôn cho anh em xem nhé. Táo mèo này, anh em cho vào chum. Anh em giải đều nó ra, giải đều ở dưới đáy chum này. Sau đó anh em cho đường, phủ một lớp đường mỏng lên trên. Một lớp đường xong, anh em cho thêm một lớp táo nữa. Chúng ta lại tiếp tục cho đường, lại cho thêm một lớp đường nữa. Chúng ta cứ làm như vậy cho đến khi hết táo. Một lớp đường, một lớp táo, một lớp đường, một lớp táo. Em cứ để như vậy. Sau đó anh em bịt kín lại và để ngâm 1 đến 2 tuần. Và nhớ là cứ khoảng 2-3 hôm anh em lại kiểm tra xem là có cái quả táo nào nó bị nổi lên không, thì anh em lấy cái đĩa hoặc là cái gì đó để đẩy nó xuống, đè nó xuống. Bởi vì khi mà nó nổi lên như vậy ấy, thì cái táo nó sẽ bị thâm và nó ủng và gây ra hiện tượng nổi váng. Sau 2 tuần, toàn bộ phần táo sẽ nổi lên trên và nước đường tan ra chìm xuống phía dưới.
Khi đó siêu phẩm của chúng ta đã bước đầu thành công. Vậy là 2 tuần đã trôi qua. Tôi để cái chum ở dưới gốc cây mít này. Cây mít này cũng tương đối nhiều lắm. Trời lắng mưa, chỗ này thì nắng không vào được nhưng mà trời hôm qua vừa mưa nên chum nó hơi ướt. Bây giờ tôi sẽ mở cái chum ra để xem thành quả sau 2 tuần nó như thế nào. Wow, thơm phức. Một cái dạng như kiểu khí ga nó hơi sốc nhẹ lên. Rất thơm, táo đã. Wow. Ok, giờ tôi múc thử nước cho các bạn xem nhá. Táo đã nổi lên hết. Tôi gạt ra, múc nước. Đó. Đây là nước cốt táo mèo. Cái này là cái tinh, một phần tinh chất nó đã thẩm thấu ra cái nước này rồi. Anh em có thể dùng làm si rô uống hoặc là uống với rượu thì cực ngon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chắt hết toàn bộ những cái si rô có ở trong chum này ra. Chắt toàn bộ ra anh em nhé. Sau đó, anh em đổ thêm rượu vào, tráng nhẹ và đổ lốt ra. Tiếp theo là anh em chỉ việc cho rượu vào chum thôi. Ở đây tôi có can rượu, 20 lít rượu nếp. Tôi thì chuyên dùng rượu nấu bằng gạo nếp. Đặt riêng, đặt mua gạo riêng, đặt nấu rượu riêng. Mới mở ra thôi, hương thơm đã bốc lên ngào ngạt. Tôi đã rất thích cái loại rượu nếp. Bây giờ đổ vào thôi anh em. Lạnh quá. Rồi, anh em nhớ là rượu ở đây thì chúng ta dùng loại rượu từ 35 đến 38 độ. Với lý do là chúng ta ngâm hoa quả tươi, nồng độ rượu sẽ bị giảm đi. Để muốn cho màu rượu nó vàng như màu cánh gián ấy, thì anh em có thể cho thêm khoảng 50-70ml mật mía hoặc mật ong. Nếu anh em không có thì có thể cho thêm đường phèn. Và đặc biệt nếu anh em nào không muốn uống nó ngọt quá ấy, thì chúng ta có thể dùng táo mèo khô, sao vàng hạ thổ và anh em cho vào. Màu nó sẽ như cái màu chai rượu Chivas. Đẹp lắm anh em ạ. Tuyệt vời. Rồi, xong hết rồi. Bây giờ đến công đoạn đậy nắp chum. Lại vẫn như kịch bản thông thường, chúng ta để ni lông lên, cho lắp bên trong vào, ấn xuống, quấn chun. Vậy là xong. Tiếp theo chúng ta chỉ cần để nơi thoáng mát trong vòng 3 đến 6 tháng là có thể dùng được. Còn anh em nào muốn để rượu nó êm hơn, ngấu hơn, uống nhẹ hơn thì chúng ta có thể để 6 tháng đến 1 năm. Anh em xem video thấy hay và hữu ích thì đừng quên like video và đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo. À, mà anh em nhớ comment chia sẻ những cái thành quả của anh em khi ngâm để cho tôi biết với nhé. Chúc anh em thành công.